giới thiệu một công viên sở thú thì trước tiên mình sẽ giới thiệu vườn thú tiền sử. Ở đây mình gồm có một con khủng long có gai 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 nhỏ nhỏ tương tự với công viên này. Con này cao hơn, một con này thấp hơn. Con này mình không biết là hai con này tên gì cả. Mình thấy cái con này trong phim gì nè, mình quên thấy rồi. Nếu bạn nào mà biết hai bạn này tên gì thì các bạn nhớ comment phía dưới nha. Còn bên này, con này có cái mai giống hình cái cọt người mà hồng. Con này mình cũng không có biết tên. Nếu bạn nào biết tên thì cho mình biết và nhớ comment luôn nha. Và tiếp theo đây là khủng long con nhỏ. Có cái mai, cái quả con lúc mãi luôn. Những con này mình biết, các bạn hỏi cần comment. Đây là con khủng long mập, nhưng mà con khủng long mẹ nha. Rất là mập. Rồi. Ở đây có cái cây và cây dừa. Ở đây có cái cây. Ở đây có tảng đá. Tại vì mình giới thiệu sở thú xong rồi thì mình giới thiệu cái khung cảnh trước. Đây là cây dừa luôn, nhưng mà nó không có cái trái trái cho mình, nó nhỏ hơn. Đây cây dừa. Đây cục đá, đeo có một cây ghế hầu và một em trai. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua công viên. Rồi, bây giờ chúng ta đã chuyển qua vườn thú hoang dã. Rồi, kéo qua đây. Hoa hồng nè. Hoa hồng đẹp lắm. Đây có một chú khỉ đỏ. Đây có một chú khỉ xanh. Chú ngồi, một chú đứng. Sắp tới mình có thể là làm một video kể chuyện đó. Đây là con gì đây mà có cái mai trên đây này, mà hồng. Tương tự với con bên này. Nếu bạn nào biết hai mẹ con này tên gì thì các bạn nhớ comment phía dưới nha, tại vì mình chưa có biết cho lắm. Nhớ nha, nếu bạn nào biết con nào tên gì thì các bạn nhớ comment nha. Đây là con chim màu hồng này. Dễ thương. Đây là con sư tử vàng. Con nào mình biết và các bạn khỏi cần comment. Cái con vươn cơm cửa nhỏ nhỏ mình rất là thích. Rồi, ở đây gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có 7 con trong vườn thú hoang dã. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dịch chuyển qua vườn thú vui nhộn nha. Bây giờ chúng ta sẽ dịch chuyển qua vườn thú vui nhộn. À, vườn khỉ vui nhộn chứ. Vườn khỉ, mà đây còn mấy con khác à. Đây là con bò, á lộn, con gà, cái đuôi nè. Đây nó mang bản hiệu ở bên Đức á, bên Đức có cái hiệu của bò tót này. Rồi, này bà mình cho mình. Sao nó chạy kìa. Rất rồi. Đây là con trâu, biết nhảy dây nhưng mà nó còn chạy được nha. Nó hết chạy được rồi. Hết chạy được rồi, nó hư rồi. Vì mình cho từ năm ngoái chuyện nó hư rồi. Dễ thương lắm. Con này vui nhộn nhất, biết nhảy nè. Để dây nè. Dễ thương ha, vui nhộn nữa. Tiếp theo con bò. Dạ, con này con một bên sẽ vặn cho con này vẫn chạy nha. Con này mua từ năm trước nhưng mà chiều vẫn chạy còn ngon. Đúng là mấy.
con này nó vui nhộn thiệt á. Video này ra là một cái chuyện buồn cười nhất nha. Con này dẹp con một bên. Con này nó vặn hết sức ga rồi mà còn đua tao anh ta đạp không đó, hết chạy rồi. Thì bạn hiểu, trời ơi nó bay ra ngoài kia. Đây là một con màu hồng mình rất là thích và mình mua. Mình bỏ cái đầu, hai con mắt nó lồi thêm. Ta có mắt lồi. Không biết con này ở bên trong có cái gì nữa. Nó cũng giống như trứng Guditama, trứng miếng Thái đang nổi tiếng nhất Việt Nam đó các bạn. Guditama trên nhiều YouTube có bán trứng Guditama. Có nhiều bạn nói là mình hãy mua trứng Guditama về làm đi. Thì mình không có tiền đi mua. Rồi, lúc nào mà có ba mình mua cho mình. Đây, mắc lùi. Giống Guditama ha. Guditama có thể kéo giãn. Và ở bên trong nó có nước. Mình bỏ tên là thấy Guditama phía trong rồi. Mình bỏ tên như thế này nè. Bóp lên như thế này là Guditama nó đổ, nó nổi lên nè. Còn ở đây là bóp một cái hai con mắt nó lồi lên thôi. Và bữa mình sẽ làm video bóp thăm Guditama nha. Và có nhiều bạn cũng nói là bạn bóp thăm mini game đi. Tức là bóp số nào là phần quà nó về số đó phải không? Mình đã biết rồi. Ở đây gồm 1, 2, 3, 4, 4 con. Mình sẽ đưa lại từng con cho các bạn thấy. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái vườn thú xứ lạnh nha. Let's go. Chúng ta sẽ qua vườn thú xứ lạnh. Xứ lạnh mùa về hả? Nó chút vậy hả? Đây gồm có hai con hải cẩu, gồm một con màu vàng nhỏ nhỏ, một con màu hồng hồng, rất là dễ thương. Xứ lạnh thì mình biết hết, không phải như là tiên sử nè, vườn thú hoang dã với lại không, chỉ có hai cái đó thôi. Còn hai cái phía sau thì mình sẽ biết. Đây là chú quái cực trắng, cực kỳ thích. Tại vì ở ngoài đời thực, nếu mà nó làm được chơi thì mình rất cực kỳ thích luôn. Còn nếu mà nó có ngoài đời thật á, mình không thích đâu, sợ nó rượt theo rồi nó cắn mình. Đây là chiếc chim cánh cụt. Mình rất là thích cái con chim cánh cụt. Rồi, và bữa nữa mình sẽ làm một video mở cô à như sau. Là tức mình sẽ mua quà của người khác đóng gói kỹ nhất và mình sẽ xẻ nó ra để cho các bạn xem nha. Rồi mình sẽ giới thiệu tổng quát hết tất cả các vườn thú nguy hiểm của mình. Vậy những này thì mình rất là thích luôn. Ở năm trước, năm kia luôn là Vinamilk đã có tổ chức và những con này nè, ở mỗi trong cái hộp mà nó sưu tập hết tất cả các bộ đồ, ngoài ra là hỗ trợ vui nhộn này, cái gì mà có thiếu 5 bộ, nhưng mà mình chỉ giới thiệu công viên thú thôi. Rồi đây là cái vườn thú xứ lạnh nè các bạn nhìn rõ đi, rồi mình sẽ giới thiệu cái khác. Tiếp theo đây là vườn thú tiền sử, đây vườn thú hoang dã, đây là vườn thú vui nhộn. Rồi và những cái cây ở đây.
có một cái ghế và một em bé. Trời, mà nó nói tổng quát hết rồi. Bây giờ mình sẽ nói lại những cái bộ phận mình mới thêm, đó chính là hàng rào màu xanh này các bạn. Hàng rào nó chặn thú ra ngoài. Ở đây mình có hàng rào màu đà. Đây, mình dịch cái này lên đây cho nó chạy ngoài. Ở đây nó có một cây cầu rất là dễ thương. Không biết đặt đâu mà đặt ở đây. Để nó có cái nước á. Rồi. Và bây giờ mình sẽ nói lại. Vừa rồi mình mới nghe được các bạn nói là bạn hãy giới thiệu lại con này đi. Mình thấy nó hơi giống Gudetama. Tại vì nó mềm mềm phải không? Mình có một con rồi. Đó. Không biết bạn đó có cắt ra xem ở bên trong là gì chưa. Và có một bạn cắt ra rồi, nói là ở trong chỉ có hơi mà thôi. Ủa, là có hơi mà nó bọt ở đây hả? Có hơi hay là có cái gì trong? Hoặc là như slime nè.